Hai vợ chúa mặc pyjama quyết định trang trí lại phòng khách của họ bằng những tấm giấy dán tường. Ba bạn gấu cũng tới giúp đỡ. Lulu đo tường để xem cần bao nhiêu miếng giấy dán. Còn Emmy thì đang trộn keo dán tường. Morgan đang phết keo lên những tấm giấy dán ở bên ngoài. Cho tớ xin thêm tí keo dán của bạn đây. Ôi không, keo dán đổ hết ra sàn nhà rồi. Và cả giấy dán tường nữa. Tớ sẽ đi lấy cây lau nhà và tớ sẽ ném nó vào thùng rác. Ôi trời, keo dán dính cả vào bông lau nhà rồi.